Vâng, xin chào các bác Và ngày hôm nay thì em xin phép quay một thước phim về kho hàng bên em chuẩn bị cập bến tại Việt Nam Thì hàng em đang đóng lên công các bác Hôm nay em đang cho lên công này, rất là nhiều về xe đạp luôn Thì chắc chắn là hàng sẽ về trong 10 ngày nữa thôi Thì em lại lên cho các bác rất là nhiều về mẫu xe đạp luôn, về hàng Nhật chính hãng Thì đây là những chiếc xe mini Và những chiếc xe cào cào đây đây là kho hàng của bên nước bạn có nhá đấy bên em đang cho hàng lên công đây rất là nhiều mẫu sản phẩm về hàng nhật luôn các bác ạ. về xe rồi xe đạp điện luôn đây các bác xem cái xe, xe này rất là nhiều xe gấp của chị em và người lớn đi được đây là những chiếc xe đạp gấp đây, đó là những hình ảnh thực tế bên nước bạn mà bên em vừa mới hợp đồng được một cái kiện hàng rất là to thì rất là nhiều xe đây là một mẫu xe đạp điện nữa các bác này Đấy em sẽ về cho bác cảm xe đạp điện của Nhật luôn Dòng xe này cực kỳ là chất Đi rất là sướng luôn Thì đến mùa năm học rồi các bác quan tâm thì liên hệ sớm bên em Và rất là nhiều xe đạp mà khung nhôm đấy các bác Đấy các bác thấy khung nhôm này Tất cả là mẫu xe rất là đẹp Em tuyển chọn những chiếc xe khung nhôm và sơn zin bên đấy luôn các bác Nên là anh em mua hàng bên em các bác yên tâm về chất lượng luôn luôn hàng đầu rồi và rất là nhiều mẫu luôn đấy các bác thấy xìa này đấy, khi mà bên em ký kết được hợp đồng Với nước bạn thì bên em sẽ cho hàng về thì ngày hôm nay em chính thức là cho hàng lên công đấy cho hàng lên công thì sẽ lên sóng bác sớm nhất thôi đấy các bác rất là nhiều xe gấp được các bác các bác thấy xe gấp chị em rất nhiều luôn đấy có cả lọc không khí này các bác lọc không khí rồi uh, bệt uh, vệ sinh rất là nhiều đấy, hàng nhật chính hãng đây các bác nhá đây, là bác xem này, xe này. Đấy, em đang cho ra này. Cho ra để cho nó hàng uh, lên uh, container. Hàng lên container thì bên, bên em sẽ cho hàng về Việt Nam khoảng tầm uh, 10 ngày sau. Thì bên em sẽ về đến Việt Nam thôi các bạn. Đấy, đây cả bếp này các bác nhé. Bếp Nhật rất là nhiều bếp Nhật luôn. Lần này thì em về cho các bác là một lô bếp Nhật là uh, rất là chất. Dòng bếp Nhật zin bản luôn các bạn, nguyên bản các bác dùng. Đấy còn uh, sản phẩm thì bên em cũng đang cho lên công đây bác em lên công thì rất là nhiều như uh, bếp ga rồi xe đạp đấy các bác thấy nhất xe đạp vào trong này còn uh, có cả cho bác là cây nước nóng lạnh này có cả uh, máy giặt này rất nhiều các bạn <laughs> chín xe này lớn lớn lắm à, một lô hàng này cực kỳ là lớn luôn các bác rất là nhiều mẫu mã luôn cho bác luôn à, nên các bác đang xem uh, video xem được thước phim này thì các bác cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh luôn các nhá để các bác xem về những sản phẩm của bên em đây là những chiếc uh, máy uh, massage mát xa chân cẳng chân lòng bàn chân Đấy, bắp chân Đấy, em cũng cho về luôn nhà em thì rất là nhiều máy mát xa em chưa bán hết nhưng mà họ chào hàng thì bên em vẫn phải lấy về các bạn Đây còn đây là lô bếp này bộ lô bếp em còn đang ngủ vào không tới nơi rồi Đấy. lần này về thì chắc chắn là sẽ được uh, khoảng hai công thôi các bạn hai công xe thôi hai công xe bếp rồi uh, máy hút ẩm rồi uh, cùng một uh, công sẽ đạp nhật một công sẽ đạp bãi còn nồi, nồi cơm đúng đang cho về luôn quá à, lần này cũng tranh thủ là cho ít nồi cơm về thì nhiều bác có hỏi về nồi cơm nhìn nhật quá nên là em cũng tranh thủ cho thêm một ít hàng về để cho các bác phục vụ các bác Đấy, à, các bác thấy một lô bếp rất là đẹp nhá lô này thì chắc chắn là các bác về là các bác phải mê luôn vì cái lô bếp này em là bếp tuyển các bạn đấy các bác quan tâm thì liên hệ em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau xin chào các bác